Uh, khi đọc một số tài liệu video cho rằng Ngài Phật Âm tác giả của Thanh Tịnh Đạo là gián điệp của Bà La Môn trà trộn và Phật giáo xin sư cho ý kiến uh, Cái vấn đề thứ nhất là Ngài Bố Thơ Vô Xá, Ngài dịch Ngài dịch chứ Ngài không sáng tác uh, Cái thứ hai là bây giờ nếu như mà quý vị bỏ đi quý vị không có tham khảo những cái bản dịch của ngài bút tha Gô xá sư hỏi quý vị nha quý vị tham khảo vào đâu y cứ vào đâu vào mấy ông sư thời bây giờ xin thưa nha. ông sư thời ngài bút tha Gô xá đó, đối với cả những sự đáng tin thân ông sư ừ, thời bây giờ tại vì ông sư vào thời bức bút tha ngài tha Gô xá đó ít bị cám dỗ và gần với chánh pháp hơn gần thì những cái suy nghĩ đó nó chính xác hơn còn mình bây giờ đó mình tự nhận mình học vị này học vị kia rồi những cái bình luận những cái hiểu của mình nó có chính xác hay không nó là cả một vấn đề à, sư có nghe một cái vị một vị thiền sư miến một vị thiền sư miến à, vị đó à, là một cái dòng thiền cũng khá nổi tiếng và có nhiều vị thiền sư thiền sinh đi theo à, và đương nhiên là cũng rất đông đảo học trò và đệ tử cái con đường vị này thực hành ấy nó không có sai cái lý tưởng và cái cách giải thích kinh tạng cũng như cái phương pháp thực hành của vị đó cũng không có sai nhưng cái vấn đề là khi sư nghe thì đó giảng sư hiểu cái mà sư hiểu là dựa trên kinh tạng và a tỳ đàm nhưng mà đó cái vấn đề khi mà vị này mở một cái dòng thiền riêng đó, đó là gì vì đệ tử thì sư tin là vì đệ tử sẽ nắm được nắm được cái ý của vị thầy của mình nắm được ý vị thầy của mình à, nhưng mà đệ tử của đệ tử của đệ tử sau nhiều lần thì có còn hiểu được đúng cái ý vị thầy mình dạy hay không hay là hiểu nó càng lúc nó càng đi lệch Quý vị biết là một câu nói mà truyền ra từ người này qua người kia thì tới người thứ 10 thì có khi nó không còn đúng với bản gốc nữa. Thành ra đó, căn cứ vào trong kinh tạng, căn cứ vào trong kinh tạng, mình còn có cái thì mình y cứ. Còn y cứ vào một vị thầy thì có khi vị thầy nó đúng. Nhưng mà tới hồi mà qua nhiều đời đó, đệ tử của đệ tử của đệ tử của đệ tử đó, họ ờ, có còn uh, nghĩ giống cái vị thầy gốc dựa theo cái kinh tạng gốc hay không thì không chắc mà bây giờ đó không nương vào cái bản mà nó gần nó, nó gần nhất là các cái bản dịch ngày Bố Tháo Vô Sát không lẽ bây giờ mình nương vào mấy cái bản dịch thực tế mới mới bị một số những cái vị nêu ra quan điểm các vị không dịch dễ trơn đó mà các vị đó suy diễn kinh tạng theo cách hiểu của các vị đó thì quý vị thấy cái độ tin tưởng của bên nào nó nó khả tín hơn thì quý vị tự suy nghĩ nói là ngài Buddha thê xá có xuất phát từ bà la môn sư hỏi quý vị vào thời phật biết bao nhiêu vị có cái nguồn gốc từ bà la môn nhiều lắm nha nhiều lắm nha ờ, mà nếu như mình chỉ dựa vào trong cái nguồn gốc ấy, để mà mình không có tin tưởng thứ nhất là mình không có bằng cớ không có chứng cứ ờ, quý vị nói là cà trộn thì cái chứng cứ chứng cứ ở đâu mà vị này xuyên tạc phật giáo Đấy nhớ ha chứng cứ ở đâu vị này xuyên tạc phật giáo cái thứ hai là khi mình không có chứng cứ như vậy đó rồi mình lựa chọn cái gì mình thích thì mình uh, theo hoặc là mình bỏ bỏ hết không có theo gì hết thì quý vị y cứ vào đâu để quý vị hiểu kinh tạc Yeah. y cứ giống như ông thầy thời nay mà không không có chùi lũi à, nói hơn ngoài lề sư rất là um, trọng sư rất là trọng à, những cái vị mà à, theo truyền thống vật giáo phát triển mà vẫn à, tin theo cái tinh thần bác chánh đạo và dạy học nghiên cứu uh, và có cái truy kiến theo à, uh, tam tạng bali nhưng mà quý vị có có theo dõi thì quý vị sẽ thấy một cái điểm như thế này, này. giữa một vị giữa một vị dựa theo chú giải phân tích cái bài kinh đó thì 10 vị hết 8 9 vị giống nhau. Cùng một suy nghĩ. Còn cái vị mà không có dựa theo chú giải đó. Bắt đầu phân mà phân nhiều chỗ đi rất là xa. À, à, 10 ông hết 10 ông hiểu khác nhau, 100 ông hết 10 100 ông hiểu khác nhau thì quý vị nghĩ coi. Cái cái Phật giáo mình nó 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 có còn chắc nữa không thành ra có cái để mà nương tựa có cái để mà y cứ là nên mừng rồi ha còn tin hay không thì uh, do phước cho phần của quý vị thôi ha. Uh, còn uh, à không tin thì cũng không muốn ép bây giờ thời buổi bây giờ vẫn còn nhiều người một hai tin là trái uh, đất là hình dẹp chứ không phải hình tròn mà uh, uh, nhiều người vẫn uh, một hai tin là uh, cái gì uh, cái 5G đó là làm lây lan dịch Covid mà. Rồi. bị uh, nữa.